xù lên cái kính. Chào mọi người nha, bước lên đây. Mọi người ơi, chấm chấm cho em một chấm đi mọi người ơi. Chấm chấm em xả tiếp mấy cái đồ cho em xả qua chân đến bò cho nó hết nha mọi người nha. Là hết hàng rồi nha. Hôm nay còn nó. Tình yêu ơi, tình yêu chia sẻ lên cho em nha. Đúng 3 sản phẩm em đi nha. Toàn hàng rẻ thôi, mọi người chọn Ninh Ta Tinh được 2-3 sản phẩm. Chào mọi người, chào nha mọi người nha. Chào mọi người nha, bây giờ mọi người chia sẻ video live stream cho em mọi người nha. Chia sẻ video live stream cho em mọi người nha. Chia sẻ lên hộ em mọi người nha. Mọi người ơi, chào mọi người nha. Chào chị Anh Phạm, mọi người ơi, chia sẻ lên video live stream cho em nha. Chào chị Phương Phương nha. Rồi mọi người chia sẻ lên cho em được không ạ? Chia sẻ lên một chế đang xem, chia sẻ mỗi em mỗi người một lần được không ạ? Rồi chia sẻ lên ở mua đồ giá 25.000 nhá. Chỉ mới 25.000 thôi, mọi người chia sẻ lên cho em nha. Mọi người ơi, chia sẻ lên cho em mọi người nhá. Đông đông view bắt đầu em like nha. 50 người bắt đầu like. Chào chị Sumi nha. Mọi người ơi, chia sẻ lên cho em một tí được không ạ? Bỏ ra 1 phút chia sẻ nha chị ơi. Mọi người chia sẻ lên ạ, chào mọi người nha, chào chị Tuyền Sunny nha. Mọi người ơi, chia sẻ lên cho em mọi người nhá, chia sẻ lên là nhiệt tình lên cho em chút lên 50 view nha. Rồi chào chị Sơn Ngọc nha chị yêu ơi, chia sẻ lên cho em mọi người ơi, chia sẻ lên cho em nhá. Rồi 31 chế đang xem rồi chia sẻ mọi người, mỗi người chia sẻ cho em nhiệt tình lên nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Rồi mọi người chia sẻ cho em mỗi người tầm 5 lần thôi là ok rồi, 40 view rồi các tình yêu chia sẻ lên giúp em mọi người nhá. Chỉ cần 1 phút để chia sẻ ạ. Chào mọi người nha. Rồi ok, chào mọi người, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Rồi mọi người chỉ cần chia sẻ cho em 5 đến 10 lần là mọi người mua được đồ hàng 25.000 mọi người nhá. Em có một cái siêu phẩm đang rơi trên tay đây ạ. Rất là siêu phẩm luôn nhá. Ủa chị cứ qua thoải mái ứng thoa nhá, không phải nhắn tin trên đây, chị qua chị cứ chọn thoải mái. Ok mọi người nha, chia sẻ lên cho em được không mọi người ơi? Chia sẻ cho em mỗi người 10 5 lần thôi nhá, là đủ mua đồ đồng giá 25 nhá. 38 chế đang xem chia sẻ lên cho em một chút để 50 view em bắt đầu em like luôn luôn nha mọi người nhá. Rồi em like luôn luôn ngay bây giờ đấy ạ. Và làm hot thôi mọi người nhá. Em xả như thế này là em xả rất là lỗ vốn nên chị nào chia sẻ để tăng tương tác mọi người nhá, để tăng tương tác cho em nha. Rồi ok ạ. À. Ok chị nào gộp đơn em sẽ đi ngay chiều nay nha, em không giữ đơn được vì hôm nay làm sẽ có việc không có like ở đâu ạ. À. Em nghỉ 2-3 ngày tiếp theo mọi người nhá. Nên là mọi người chia sẻ cho em hôm nay đi đơn luôn cho em nha. Rồi mọi người ơi, chia sẻ lên giúp em được không ạ? À? Bây giờ mình chơi, bắt đầu vào game, mình chơi mini game một chút cho đỡ buồn nha tình yêu. Rồi ok, chia sẻ lên ạ, à. Chia sẻ lên nha mọi người nhá. Chia sẻ lên ạ, rồi chị nào sẽ được tặng free một cái áo em mặc như luôn nè, này nhá. Rồi bây giờ chị nào muốn tặng free cái áo này thì nhanh tay chia sẻ lên ạ. Nhanh tay chia sẻ có đơn em sẽ cho đi luôn này. Nhận quà rất là đơn giản mọi người nhá. Rồi 45 khổ quá, lúc em like người ta rất giỏi ấy. Đăng nghìn xem để chị lượng máy bay em thế là. Ô 50.000 xem rồi mọi người chia sẻ lên cho em được không ạ? 49 chế đang xem mỗi người nhấp cho em một nút chia sẻ nhá. Một nút chia sẻ thôi ạ. Là mọi người sẽ được lên luôn nhá. Ok thì Diễm Phạm chúc mọi em chốt đơn của chị nhá. Rồi chị nào muốn tặng free cái áo này thì nhanh tay ạ. Ba vào em không thể nhìn ảnh được đâu, thật đấy, em chỉ chốt trên live thôi, em không. Chị Ngân Ngân ơi, chị Ngân Ngân ok chị chờ inbox lại cho shop nha, để em shop cho đơn luôn nha. Rồi, có người đang nhắn tin chị. Cái gì đây? Thủy nhắn tin chị Soạn, chuyển khoản. Cái gì chị ơi? Rồi ok, 59 chế đang xem rồi. Có chế nào thích tặng free cái áo này thì nhanh tay chia sẻ các hàng siêu cấp này nha mọi người nhá. Rồi ok. Các chị ơi chia sẻ lên, các chị ơi chia sẻ lên ạ. Chia sẻ lên mọi người ơi, chia sẻ lên ạ. Chia sẻ lên mọi người nhá. Rồi ok, chia sẻ lên nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nha, mọi người chia sẻ cho em mỗi người 5 đến 10 lần là được cái xanh đấy là bán đi chị mua em cũng chỉ bán cái áo này với giá 25.000 thôi mà. Đây là chế nào thích thì em tặng luôn nhá. Rồi ok, thì hôm nay em xả kho rất là đẹp này nha. Dã man đẹp dã man tản bạo nha. Rồi các chị thích chọn thì các chị chọn cái áo này. Hôm nay em chỉ xả toàn bộ 25k thôi ạ. Xả toàn bộ 25k nha các chị, chia sẻ lên cho em 100 view đi ạ. Đang có người gọi mình, có việc với mọi người. Đang có người gọi mình ấy. Mọi người thông cảm một chút nha, đang có người gọi rồi. Ok mọi người chia sẻ lên em cho chị nào comment đầu tiên đọc mã số, chị nào comment đầu tiên chỉ bán cái áo này với giá là 25.000 thôi nhá. 25.000 thôi cho mọi người đỡ tay nhau nhá. Rồi lên 100 view cho em đi ạ. Các chị ơi 76 chế đang mỗi người nấp nhốt cho em một nút chia sẻ ra ngoài nhóm thôi là mọi người sẽ được lên hàng 25k ngay lập tức đây của tình yêu nhá. Những cái mẫu như thế này em sẽ bán toàn bộ là 25k một cái ạ. Toàn bộ 25k một cái trong buổi chiều ngày hôm nay. Chỉ cần các chị chia sẻ cho em mỗi người 5 đến 10 lần là tăng tương tác cho em mọi người nhá. Rồi 73 chế đã xem mỗi người nhấp cho mình một cái chia sẻ đi ạ. Mỗi người nhấp cho mình một cái chia sẻ đi, đồng giá 25.000 thôi ạ. Mọi người ơi chia sẻ cho em mỗi người một lần đi ạ. Đồng giá 25k một cái siêu phẩm như này thôi là quá là rẻ mọi người nhá. Nhanh tay nhấp cho em một nút chia sẻ lên 100 view bắt đầu bán hàng mọi người nhá. Rồi mọi người ơi chia sẻ lên cho em rồi, nói năn nỉ mọi người luôn nha. Rồi mọi người chỉ cần chia sẻ lên cho em 100 view bắt đầu em lên đồ đồng giá 25k ngay lập tức đi ạ. Chỉ còn ít thôi mọi người nhá, nên là 3 sản phẩm mi đơn nha. Rồi ok 25.000 một cái siêu phẩm thì thôi ạ. Rồi ok 25k một sản phẩm rồi nha mọi người nha. Rồi nhanh tay
tay lắng nghe. Nói chung là nhanh lên ạ, nhanh nói chung là lắng nghe em nói thật là nhanh để mọi người mua những áo này thật comment thật là nhanh để mọi người đầu tiên nhá. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã chia sẻ với nhóm nhá. Rồi ok, 82 chế độ xem rồi, mỗi người mà nhấn cho em một nút chia sẻ nữa để lên 100 view đấy ạ. Mỗi người nhấn cho em một nút chia sẻ nữa đấy ạ để mua đồ giá 25.000 hôm nay nhá. Theo dõi bếp của em nha mọi người nhá. Đấy, cái hàng siêu phẩm này chỉ có một cái đấy, chị nào nhanh tay nhanh mắt mua này, bắt đầu lên 100 view, 98 view rồi ạ. Hôm nay đồ đồng giá 25.000 mọi người nhá. Ok ạ, 25k một cái thôi. Bây giờ em chuẩn bị này, chuẩn bị em đọc cái mã số cái áo này nhá. Nhanh tay nhanh mắt này. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn các chị yêu của em ạ. Rồi ok nhá. Rồi 101 view đã được đâu, có 102 view. Ok này, cái áo hiện tại là 25.000 ạ. Rồi, chế nào comment cho em mã áo này, mã 25 này. Mã áo của nó là 4567 kèm số điện thoại nhá. Mã áo là 4567 kèm số điện thoại ạ. Chế nào comment cho em 4567 kèm số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại đầu tiên chốt cho chị đề áo 25.000 ạ. 25k send 3 sản phẩm bị chốt nhá. Nào mọi người comment cho em mã này trên 4 sản phẩm nhá. Rồi mã này là mã 4567 Oanh Kim. Ok chị yêu rất là nhanh nha. Rồi Nghị Yến đằng sau nha. Oanh Kim mà không gọi được thì quả qua Nghị Yến nhá. Nghị Yến thì không gọi được qua Diễm Phạm cái thứ 3 này. Đầu tiên là Oanh Kim này, sau là Nghị Yến này, sau đấy Diễm Phạm nha. Rồi cái áo siêu phẩm này 25.000 nhá. Cùng với ba chị đấy luôn đấy, chị nào gọi điện không có không đủ đơn là không cho đi này. Không đủ đơn là không đi này. Không đủ đơn không đi thứ nhất, sau đó gọi điện không nghe là bỏ lo. Chị thứ hai nha, Diễm Phạm này, Nghị Yến và Oanh Kim. Em đang chốt mà. Ai em mang rồi chị ơi. Mọi người chia sẻ lên giúp em nha mọi người nha, 100k 4 cái nhá. Rồi xong em sẽ qua. Mọi người chia sẻ để tăng tương tác nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên cho em mỗi người. Ok, em mấy cái. Ok, 3 cái ship nha. 100k ship luôn. Không đủ đơn em nhiều qua chị yêu đã sẵn có đơn nhá. Bây giờ mọi người mỗi người nhấn cho em một nút chia sẻ để tăng tương tác đi ạ. Mọi người nhấn cho em một nút chia sẻ để tăng tương tác đi nhá. Rồi ok, tăng tương tác, em nhìn thấy chị Nhàn Nguyễn, em nhìn thấy chị Hằng Thanh Trần nhá. Rồi bây giờ cái áo này 25k một cái, comment cho em mã này là mã 25 kèm dỗ thoại đầu tiên ạ. 25k một cái siêu phẩm trên người em đang mặc nha mọi người. Bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. Bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác ạ. Rồi ok, bây giờ cái áo này 25k kèm dỗ thoại cho em có một cái duy nhất, rất là siêu phẩm màu nâu rất là tây lên ạ. Mặc rất là xinh mọi nhá. Bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá, 25 kèm dỗ thoại cho em ạ. Lên đồ đồng giá 25 mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Ok ạ, 25 cái đầu tiên là Thảo Phương Thị Trần này, sau đó là bé Sú nhá, sau đó là Linh Món này. Nhưng mà chị nào chưa có đơn thì phải tạo đơn cho em ngay lập tức nhá. Tại vì các chị có thể xem lại livestream của em để tạo đơn cho em 3 sản phẩm, ít nhất 3 sản phẩm mới chốt nhá. Ok, chào Thúy Mai ạ. Mã 25k là mã 2 có đúng một cái duy nhất. Mọi người nhanh tay chia sẻ video livestream để tránh ẩn tương tác nhá. Ngồi đây chốt đi An. Mọi người ơi, tạo đơn được 2 sản phẩm nhá. Ok, cà rốt cũng lấy đấy. Mọi người ơi, tạo đơn được 2 sản phẩm nhá. Em phải cạo cái tóc này em chuẩn bị đi. Tóc của em nó xù lắm mọi người ạ. Mọi người ơi, đầu đồng giá 25 chia sẻ lên giúp em nha. Đây, cái tóc của em nó xù lắm, có phải không nhỉ? Rồi 200 chế đang xem, nhanh tay cho em một nút chia sẻ đi ạ. Một nút chia sẻ để lên view lên cho em nhé, để tăng tương tác nhá. Rồi ok, một cái sơ mi theo ạ. Rồi 207 chế đang xem, nhanh tay tương tác với em để không bị ẩn comment. 25 tiếp một cái áo kim tuyến rất là đẹp mọi người nhá. Rồi ok, màu nâu nhắn tin cho em đi ạ. Tạo đơn cho em 3 sản phẩm em mới ship nhá. Mọi người nhá. Mọi người theo dõi bếp của em đi ạ. Rồi tiếp đến một mã này là mã 3 kèm số điện thoại cho em 25k. Tổ tin rất là đẹp mọi người nhá. Rất là xinh ạ. Đây, mã 3 kèm số điện thoại cho em 25.000 một cái ạ. Mọi người mỗi người cho em xin một nút chia sẻ nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, comment cho em mã 3 nhá. Mã 3 nhá. Lê Huế giờ mới nhìn thấy này. Mã 3 kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. Mã 3 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã 3 nhá. Mã 3 ok, chị bé xuống một cái, mọi người nhanh tay tạo cho mình 2 3 sản phẩm ship nhá. Mã 3 kèm số điện thoại này 25k một cái siêu phẩm này nhá. Mã 2 ạ. À mã 3 em nhầm, sorry mọi người rất là nhiều nhá. Ok, chị Bình Yên một cái chỉ có 25.000 một cái thôi ạ. Nhanh tay chia sẻ để không bị ẩn tốc tác nha mọi người nhá. Mã 3 kèm số điện thoại cho em ạ. Mọi người chia sẻ video livestream giúp em, theo dõi bếp của em nhá. Ok, Phương Phương một cái chị có 25.000 một cái. Ok, Sơn Ngọc một cái. Mọi người toàn bộ hôm nay là xả lỗ vốn mọi người. Nhớ là phải chia sẻ trước khi vào livestream nhá. Em nhìn thấy chị Ngô Huyền nhá. 205 chế đốc xem, nhanh tay chia sẻ cho em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. Ok, cầm tú một cái, ok chị yêu ạ. Chia sẻ lên cho em các chị ơi, ok Linh Móng một cái. Tạo đơn được 3 sản phẩm nhá. 3 sản phẩm ạ. Gọi combo trên máy đi. Rồi mọi người ơi, cho em lên cái này đi ạ. Mã 3 cho em, giá hiện tại của nó chỉ có 25.000 thôi ạ. Bây giờ đoán đồ đồng giá 25.000 chị áp dụng hàng chia sẻ video livestream cho em ít nhất 5 lần đi nhóm nhá. Ok chị Ngọc Trâm một cái ạ. Ok Phù Thủy nhỏ một cái nhá. Ok chị Đinh Hương một cái ạ. Nhanh tay comment mã 3 chỉ có 25.000 kèm số điện thoại, cái siêu phẩm này nhá. Nhanh tay chia sẻ lên cho em nhá. Em chào chị Vân Điệp nhá. 219 chế đang xem, nhanh tay chưa? Em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. Chưa vào bên tên ai là mọi người sẽ không có tên đâu ạ. Ok chị Diệu Trâm một cái 25k nhá. Mọi người em xin mọi người một nút chia sẻ nhá. Ok chị Nguyệt Hiệp một cái này. Ok chị yêu nhá. Ok chị Nghĩa Yến một cái này. Rồi ok đây nhá.
dáng của nó đây đúng không? 25.000 nhưng mà em rất là chiều khách nhá. Thích thử thì em thử mà thích như thế nào thì em thử luôn nhá. Ok chị Nhàn Nguyễn một cái 23.000 này, 25.000 nhá. Rất là đẹp rồi nhá. Sơ vin thì cũng đẹp nữa. Rồi ok chỉ có màu này thôi nhá. Rồi ok chị Nguyễn Khoa rượu bền ạ. À. Rồi nhìn thấy hướng zona. Bây giờ hiện tại áo này mã 3 này, chỉ có 25.000 một cái. Ok chị Linh Anh một cái này. Ok chị Anh Ngọc một cái nhá, một nhá màu vàng nhá. Hình như có màu đen nhưng mà em chưa mặc màu đen rồi. Ok nhá. Ok chúc em check cho chị ơi. Chúc em check nãy là ngủ. Rồi ok 25 hiện tại cái áo này chỉ có 25 mã 3 em qua mã này. Mọi người em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. Để tăng tương tác mọi người chia sẻ nhá. Ok Ngọc Anh Nguyễn một cái 25.000 ạ. Ok Thu Thương một cái nhá, rất là siêu đẹp hàng Quảng Châu, siêu đẹp luôn. 233 chế đó xem xin mỗi người một nút chia sẻ nhá mọi người nhá. Ok Diệu Tâm ạ. Rồi ok, cho chị một cái đang mặc 25.000 thì mọi người nhanh tay chia sẻ livestream giúp em nhá. Rồi tiếp đến một cái váy này sẽ hơi bẩn này, em sẽ xả 25.000 này. Siêu phẩm 25k, size của nó là size gì đấy ạ? Size của nó là size trên 46 cân mặc vừa nhé. Rồi một cái siêu phẩm này 25k, váy bánh bèo công chúa em xả 25k, size của nó là size M nhá. Size M, size L, comment cho em mã này, em đọc mã cho công bằng này. Mã này mọi người theo dõi, bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ, sau đó là theo dõi bếp của em ạ. Mọi người chia sẻ hộ em nhé, 254 chị đang xem thì nhanh tay chia sẻ, tại vì những mã như này chỉ có một cái. Mọi người chia sẻ với em thì mọi người tương tác mới được lên nhá, mọi nhá. Lên với em là em sẽ nhìn thấy bình luận đầu tiên. Và lưu ý cho em là em sẽ thấy chị nào bình luận đầu tiên cho chị đấy ngay nhá. Chứ không phải là nhà em không thích ai đâu ạ, chị nào bình luận đầu tiên tương tác nhiều lấy hiện lên nhá. Rồi cái váy này 25k, size của nó size ML. Chị nào lấy comment cho em mã này là mã 18 kèm số điện thoại. Hai cái nhá, 18 kèm số điện thoại cho em nhá. Hiện tại chỉ có 25.000 một cái thôi ạ. 18 kèm số điện thoại 3 chiếc, thành khuyến mại nữa chị 3 chiếc. 18 kèm số điện thoại nhá. Size dưới M, S, M, L đủ luôn. 18 kèm số điện thoại mọi nhá. 18 kèm số điện thoại mà. Nào đọc bình luận này ăn ơi, chốt cho các chị luôn này. 18 kèm số điện thoại nhá. Em xin mỗi người một lượt chia sẻ để tăng tương tác nhá. 18 kèm số điện thoại mọi nhá. Có 3 cái cho 3 chị yêu nào may mắn nhất comment cho em 18 kèm số điện thoại đầu tiên. Nói bẩn về giặt cho em xả 25.000 nhá, rất là đẹp bánh bèo. Đây là do để kho thôi nhá. Còn những cái bánh bèo Hàn Quốc là ít nhất phải là mấy trăm nghìn luôn được rồi nhá. Em sẽ để kho em sẽ xả nguyên toàn bộ 25k một cái. Toàn bộ là váy hàng mới, chưa bao giờ ai mặc làm gì đấy nhá. Và cũ thì không bao giờ có nhiều một lần như thế này đâu ạ. Hiện tại cái váy này là 25k comment cho em 18 kèm số điện thoại, đây là mã chốt đi An ơi. 18 okay. Kèm số điện thoại nhá. Ok chị bé xú này, chị Lê Huyền, chị Thương Thương nha. 18k, mã 18 kèm số điện thoại ạ. Đọc đi ạ. Đọc đi nha, chỉ có mấy chị, có 3 okay, chị thôi. Chị Cường Zune này, một cái này. Cường Zune một cái nhá. Ok này. Nguyễn Thị Hải Canh Hải này. Ok, bây giờ em xin mỗi người một lời chia sẻ ạ. Bây giờ những hàng 25k này thì em xin mọi người một chút thời gian, 1 phút để nhắn tin cho em để chốt cái váy 25k này nhá. Tại vì sao ạ? Tại vì hàng 25k sẽ không thấy là không phải là lãi lời mọi người được đồng nào nữa. Mọi người nhắn tin trong tin nhắn để em chốt hàng của mọi người nhá. Tạo đơn thứ hai sản phẩm em sẽ đi ship, à 3 sản phẩm em ship. Rồi chị nào nhắn tin cho em cái mã đây đi ạ, 25.000 nhá. Em xin mọi người một phút để mọi người nhắn tin cho em chốt hàng trong tin nhắn cái váy đấy nhá. Quá lỗ vốn rồi ạ mọi người ạ. Hôm nay cố chọn cho mình 3 sản phẩm để đi hàng nha mọi người nhá. Mã đấy là mã 18 mọi người nhá. Rồi em xin mỗi người một nút chia sẻ thêm nha mọi người nhá. Rồi ok các chị ơi, các chị em xin mọi người một nút một phút để nhắn tin trong tin nhắn giúp em nhá. Để chốt hàng trong tin nhắn đỡ phải gọi điện, tại vì hôm nay em gọi điện 25k, em gọi khách nhân viên gọi buôn bao nhiêu lâu tốn hết cả tiền, mới thật là hàng 25.000 chẳng có lãi gì đâu mà buôn ơi là lâu, chốt hàng rất là tốn thời gian, tốn tiền thời gian luôn rồi nhá. Bây giờ mã này là mã này luôn nhá. Mã này là mã siêu phẩm này này, em xả 25k rất là xinh luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Bây giờ em đọc mã chế nào các mình nhanh, em để chế này. Rồi mã hiện tại đang mặc trên người có 25k thôi ạ. Lấy áo hoa em mặc đúng không chị? Các mình cho nó công bằng nhá. Rồi áo hoa của em đang mặc chỉ có 25.000, chị nào lấy các mình cho em mã 96 kèm số điện thoại nhá. 96 kèm số điện thoại nhá. Chỉ có 25.000 thôi ạ. Mã này dưới 50 cân mặc vừa nhá. Mã 96 kèm số điện thoại nhá. Mã 96 kèm số điện thoại với nhá. Dưới 50 cân mặc vừa, mã 96 kèm số điện thoại ạ. Tất cả những khách hàng theo dõi page em phải tăng tương tác nhá. Mã 96 kèm số điện thoại là chuẩn của Pháp nhá. Ok, okay 96 Lê Thị Huệ này đầu tiên nhá. Lê Thị Huệ đầu tiên này. Diễm Phạm nhắn tin cho em chị yêu nha, nếu mà chị Lê Thị Huệ không đủ đơn thì em sẽ qua chị này. Chị nào em ưu tiên đủ đơn nhá, không đủ đơn ạ. Đủ đơn trong đơn ngày hôm nay nhá, đủ 3 sản phẩm. Bây giờ các chị ơi, nhiệm vụ các chị là cứ xem cái nào đẹp các chị chụp ảnh màn hình đi ạ. Sau đó nhắn tin cho em nhá. Rồi ok ạ. Các chị ơi ship từ 3 sản phẩm nhá. Các chị ơi mọi người em xin một nút chia sẻ nhá để tăng tương tác của em ạ. Và rất nhiều sản phẩm hot ngày hôm nay nha. Váy đi biển còn 3 một cái này. Váy đi biển nhá mọi người 25k, mã này là mã 20 kèm số điện thoại cho em nhá. Váy đi biển hàng Quảng Châu mọi người nhá. Em nhìn thấy chị Linh Nhi nhá. Hàng em chọn xả hết rồi, xả phùng ơi chắc là xả vậy đấy. Mọi người không nghe máy sẽ xả nhá. Em xin 370 chế comment cho em một nút chia sẻ nhá.
Rồi ok, em giữ đơn quê Trần nhá. Rồi ok, một cái váy siêu phẩm này 25.000, cảm ơn cho em mã này là mã 20 ạ. Ok, chị Quỳnh Như một cái, ok, Thảo, chị Phương Trần một cái, nhắn tin cho em nha chị yêu để tránh gọi điện tốn tiền nhá. Ba đi chương một cái, mọi người thông cảm với em nhá. 391 chế okay, cho em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. Ok, chị Hoàng nghe một cái để không bị ẩn comment, mọi người nhanh tay chia sẻ. Ok, bé xuống có đơn rồi, ok, em yêu nhắn tin cho chị nha em ơi. Ngọc Trinh ok này, một cái ạ. Diệu Trâm một cái nhá. Nguyễn Thị Lan chi một cái. 393 chị em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá mọi người nhá. A 19 còn nữa chị ơi, áo 19 còn. Trang Kiều ok chị yêu nha, mọi người nhanh tay nhắn tin cho em đi ạ. Mã này là mã 20, là váy đi biển rất là xinh nhá. Rồi ok này, váy đi biển rất là đẹp, giống quần nào công chúa luôn nhá. Mọi người nhanh tay theo dõi bếp của em đi ạ, chỉ có 25.000 đúng không ạ nhá. Chia sẻ lên cho em giúp em nha. Ok mã 20 ạ. Đây đứng lên xem mọi người nhá. Dù là bán hàng 25k nhưng em rất là chiều khách ạ. Mọi người nhá, rất là chiều khách. Đây là váy đi biển nhá. Rất là xinh. Tại sao lại đi biển, nó hơi rộng một chút rồi mọi người sẽ mặc đi biển nhá. Váy cao cấp thì đang đổ 25 mà. Rồi mọi người ơi, mã 25, 20 ạ. Váy đi biển hàng của Châu 25k. Được cái đấy trả nốt này. Rồi ok, mọi người nhanh tay. Mọi người nhanh tay cho em 1 phút để nhắn tin nhá. May mà không để cho nó nhiều chứ đấy cứ định chọn. Ai? Nó bảo gì? Cái gì? Nó không lấy thì thôi. Đây ok, tiếp đến một cái nhá. Em mới nhận đồ sơ mi áo rồi, áo đẹp chị ạ. Cảm ơn Hà Hít nhá. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều nhá. Áo này toàn bộ là hàng Quảng Châu rồi nhá. Rồi đến một cái siêu phẩm này hơi bẩn một chút thì em sẽ xẻo. Quên lại xẻo. Xả 25k áo đại bàng có duy nhất một cái nhá. 416 chế đang xem nhanh tay chia sẻ video livestream cho em 1 giây nhá. Rồi ok để tăng tương tác nhá. Rồi cái áo đại bàng một cái duy nhất em xả 25k hơi bẩn một chút về giặt nhá. Mã này lưu ý xem đọc mã cho mã chính xác. Áo này chất siêu siêu đẹp luôn. Tại vì nó là hàng Quảng Châu nhá. Áo này cảm ơn mã này cho em là mã 25 kèm số điện thoại nhá. Mỗi cái một mẫu thì mỗi mẫu một cái nhanh tay chia sẻ nhá. 25 kèm số điện thoại ạ. 25k thôi nhá. 25 kèm số điện thoại cho em, áo đại bàng rất là đẹp nhá. Áo đại bàng rất là đẹp ạ. 25k kèm số điện thoại nhá. Rồi ok, 25 kèm số điện thoại ạ. Ok chị Bình Yên này. Ok chị Bình Yên nhá. Ok Bình Yên có đơn này đấy nhá. Rồi mọi người ơi, em xin mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác nhá. Anh hàng cùng lấy ạ. Bình Yên comment đầu tiên rồi nhá. Mọi người xin cho em một nút chia sẻ theo dõi bếp của em nhé. Mọi người nhắn tin cho em để em tránh gọi điện để tốn tiền nhé. Đồ 25.000 là em sẽ không lãi đâu ạ. Rồi tiếp đến một cái váy này em trả 25.000 nhé mọi nhá. Cái váy này bẩn nối. Bẩn nối nó con. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên cho em lên mã tiếp này. Đây cái chân váy hoa hồng 25.000 nhé. Rồi chân váy hoa hồng 25k này. Ờ chị nào lấy cái chân váy hoa hồng siêu phẩm này 25.000 kèm số điện thoại cho em nhé. Chân váy hoa hồng này size của nó là size M, size L nhá. Rồi chị nào mặc size L thì nhanh tay comment đi 25.000 hàng ở Châu nhá. Rồi chị nào mặc cái chân váy hoa hồng size L này comment cho em mã này là mã 40 nhá. 40 nhá. 40 kèm số điện thoại ạ. À. Bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ nhá. 40k mã 40 25k. Size L nhá. Mã 40 ạ. Mã 40 size L nhá. Mã 40 kèm số điện thoại ạ. Size L 25k. Mã 40 nha mọi người nhá. Ok chị Quỳnh Như ạ. Đầu tiên là em cho luôn, ok chị Hoàn Minh nhắn tin cho em được luôn nha chị nhá. Cái này chưa tốt à? Cái này có hai chiếc à? Để em chụp màn hình cho chị biết tên đi chị. Em xin mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác nhá. Mọi người theo dõi bếp của em để không ẩn comment nha mọi người nhá. Rồi tiếp đến một cái áo sơ mi 25k, chị nào lấy comment cho em kẻ kèm số điện thoại đầu tiên thì em sẽ để luôn này. Kẻ kèm số điện thoại nhá. Kẻ kèm số điện thoại 25k hàng sơ mi Quảng Châu, mọi người rất là xinh luôn ạ. Kẻ 25k mọi người nhá. Rất là xinh. Đây form rộng này. Đây sáng này có một cái bán rồi đúng không? Rồi kẻ 25k mọi người nhá. Sơ mi kẻ 25k. Ok chị chữ Nhật Bản này có đơn nhưng mà chị chưa nhắn tin cho em nhá. Ai chưa có đơn thì chọn lại giúp em nhá. Ok chị nào chưa có đơn tạo đơn cho mình 3 sản phẩm bị ship nhá. Toàn bộ là hàng lỗ vốn nhá. Rồi ok. Kẻ có người kẻ nhá. Thôi. Ai chốt? Hà Hiếp lấy kẻ hả chị ơi? Hà Hiếp ơi, hôm qua bạn có một đơn hai cái sao mình nhắn tin không trả lời vậy? Hôm nay chị bảo chị vừa nhận được đồ đấy. Hôm qua mình tin hai đồ mà. Kẻ này chốt rồi chị thôi. Kẻ này có người đặt rồi. Chia sẻ hộ em đi để không bị chia sẻ hộ em để không bị ẩn comment nhá. Chị Hương chị ơi, chị có thể đặt kẻ này có tin cho em nhá. Mọi người ơi, quên mất lại like đấy. Rồi ok. Rồi một cái set này nha, một cái set này chân váy này áo phông xả luôn này. Cái set này là siêu phẩm luôn, 25.000 luôn này. Set này size L nhá. Set này size L 25k, một cái chân váy với một cái áo phông nhá. Bây giờ em xin mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác, sau đó em đọc mã chị nào comment nhanh chị em để chị đấy này. Cái áo phông này sẽ hơi bẩn một chút, mọi người về giặt cho em nhé. Đây, con dòng hàng toàn bộ là hàng mới luôn nhá. Toàn bộ là hàng mới nhá. Bây giờ em bán set này 25k một set này. Rồi chị mọi người em xin mọi người một nút chia sẻ để comment luôn nhá. Rồi ok em xả luôn này. Mã này là mã 45 kèm số điện thoại ạ. Size L nhá, một set luôn. 45 kèm số điện thoại ạ, chuẩn của Pháp cho em nhá. 45k kèm số điện thoại ạ. 45k kèm số điện thoại mọi người nhá. Em nhìn thấy chị Dương Phạm nhá.
Mỗi người em xin một nút chia sẻ comment cho em 45 kẹp số điện thoại đầu tiên là em sẽ chốt luôn máy chủ bao giờ chính xác. Ok chị Thủy Hằng ạ, 45 kẹp số điện thoại. Sau đó là chị Hồng Anh ạ. Sau đó là chị Nguyễn Thị Phương Anh, là ba người nhắn tin cho em nhé. Chị nào nhắn tin trước em để trước này. Mọi người ơi, chia sẻ lên cho em nhé. Mọi người ấn cho em một nút chia sẻ nhé mọi người nhá. Rồi thế đến một cái váy nhá. Toàn bộ là hàng mới nha mọi người nhá. 25.000 tiết này, toàn bộ là hàng mới nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên giúp em nha. Chia sẻ tăng tương tác giúp em nhá. Rồi một cái váy cotton rất là màu đen, rất là xinh, rất là mát luôn. Chị nào cao một chút, béo một chút thì mặc nha mọi người nhá. Rồi một cái váy cotton này size 50 cân mặc đẹp nhá. Một cái váy cotton này 25k mọi người nhá. Một cái váy cotton 25k. Bây giờ em xin mọi người một nút chia sẻ nhá. Rồi một cái váy cotton siêu đẹp luôn nhá. Chị nào béo một chút thì mặc đẹp lại đây nhá. Một cái váy cotton siêu đẹp luôn, hàng mới nhá, không bán hàng cũ nha mọi người nhá. Em không bán hàng xịn đâu. Rồi ok, chị nào lấy cái váy này 25k comment cho em mã này là mã 60 kèm dỗ thoại nhá. Đọc mã chính xác nhá. Chị nào comment trước thì đấy comment được. Chị nào tương tác trước thì đấy comment trước là chị được nhá. Mã 60k kèm dỗ thoại ạ. Size M size L nhá. 60k kèm dỗ thoại nhá. Mã 60k 60 kèm dỗ thoại, váy này vẫn 25 nhá. Mã 60 của nó, mã của nó là mã 60 nhá. Còn đồng giá 25 này. Ok, hàng mới luôn nha, nhìn giúp em này, không phải hàng cũ nha. Ok, mã 60 kèm số điện thoại Tuyền Đỗ đầu tiên này. Sau đó chị Hoàng Minh này. Sau đó chị Oanh Nana nha. Em để áo trắng gơ đằng sau chị ơi, áo trắng gơ này. Áo trắng gơ là áo đen. Áo lấy là áo. Chị để nó post lên shop em nha. Chia sẻ lên hộ em nhé. Chia sẻ lên em, xin mỗi người một nút chia sẻ để tăng tương tác nhé mọi nhá. Toàn bộ của em là hàng hàng xịn luôn, hàng mới nhá. Không thể chốt được nha. Chị Hoàng Minh này. Hãy tự tạo cho mình một đơn đi ạ, một ba sản phẩm đi ạ. Nếu mà không ba sản phẩm em sẽ xả ngay lập tức mọi nhá. Rồi hãy tự tạo cho mình từ 3 đến 4 sản phẩm 25.000 đi ạ. Rồi ok, các chị ơi, các chị bỏ ra 1 giây để nhắn tin cho em chốt hàng. Toàn bộ là hàng mới Quảng Châu nha, mặc đến là xinh. 25.000 thôi ạ, không phải 60.000 đâu nha. Chỉ có 25.000 thôi nên tự tạo cho mình những cái vải của này. Cực là đẹp, nó sẽ không để so sánh hàng xưởng được. Tại sao? Tại vì nó là hàng Quảng Châu mà nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi ok, mã này Trinh ơi. Cái này bị mắc rồi, cái này quá đẹp luôn, cái này vải đẹp quá. Rồi tiếp đến một cái siêu phẩm trắng nó mặc, mọi người lắng nghe mã cho em này. Rồi một cái siêu phẩm trắng nó mặc nha mọi nhá. Rồi siêu phẩm trắng nó mặc hàng chuẩn luôn này. Em xả 25.000, cảm ơn cho em mã này là mã 95 kèm số điện thoại nhá. Mã 95 ạ. Mã 95 kèm số điện thoại nhá. 95 kèm số điện thoại mọi nhá. Mã 95 ạ, siêu phẩm này hàng của Châu mặc lên mắt rưỡi luôn. Mã này không phải hàng cũ nhá. Mã 95 kèm số điện thoại ạ. 95 nha mọi người ơi, thu thương chưa nha. Em xin mỗi người một nút chia sẻ và theo dõi nhá. Này, mọi người cố gắng tạo 3 4 sản phẩm bên đi hàng nhá. Mọi người tương tác với em đi ạ. Tương tác với em bình luận sẽ hiện lên đầu tiên nhá. Mã 95 này, bé Tiên comment đầu tiên nha. Bé Tiên Tuyền Đỗ. Đẹp quá mọi người ơi, chia sẻ lên theo dõi em nhá. Vai luôn có đẹp nhá. Rất là xinh, vai của nó rất là xịn. Tất cả những cái hàng trong lô cao cấp này lọt ra như này em sẽ xả lô vốn lên mọi người luôn. Một tháng em sẽ xả một lần những cái lô vốn này trong lô cao cấp của em nha. Em chuyên bán hàng cao cấp của mình nên mọi người theo dõi biết em nhá. Rồi ok, 95 chốt đi. 95 chốt cho chị bé Tiên. Nhiều sản phẩm cả ngày mọi người cứ gọi ấy. Cả ngày mọi người cứ gọi. Rồi mọi người em xin một nút chia sẻ nha mọi người nha. Thấy đi để trở về nhá. Rồi mọi người chia sẻ lên cho em, sau đó là tương tác với em tiếp được một cái sơ mi hoa thêu ạ. Rất là xinh luôn các chị nhá. Em xin phép không mặc vào nhá, em cài lắm hàng của Châu này. Ô chị nào lấy cái sơ mi thêu comment sơ mi kèm số điện thoại này. Sơ mi thêu ạ. Dưới 50 cân nhá, sơ mi thêu rất là đẹp, dưới 50 cân mặc giúp em ạ. Sơ mi thêu mỗi người em xin một nút chia sẻ theo dõi bếp của em nhá. Sơ mi thêu kèm số điện thoại cho em ạ. Sơ mi thêu nhá. Sơ mi ạ, ok hồng gấm này. Có đơn này đúng không chị yêu? Sơ mi thêu kèm số điện thoại này. Sơ mi hồng gấm này, bao tiền đấy? 25 ạ. Từ sẽ thử uống quá. Em xin mọi người một nút chia sẻ nhá mọi người nhá. Cái đấy còn mấy cái mang hết rồi đây. Sơ mi thêu cho chị hồng gấm còn một cái nhá. Còn hết rồi đây. À, chị Dung Si ơi, chị lấy gì vậy ạ? Cái này rất là đẹp nhá, hàng của Top Shop này. Oanh Anna này, Oanh Anna này, nếu mà được thì rất là cá tính luôn. Giờ một cái hàng của Top Shop mọi người nhá. Một cái hàng của Top Shop 25k, vải của nó không phải hàng da cá, mọi người hay mua hàng xưởng nhá. Em nhắc đi nhắc lại, bây giờ có đúng một cái này. Em xả 25, chế nào có lấy comment cho em. Chế nào lấy comment cho em mã này, mã 30 kèm số điện thoại nhá. Hàng của Top Shop rất là đẹp nhá, toàn bộ là hàng của nó là hàng hãng luôn nhá. Rồi chế nào lấy comment cho em mã 30 kèm số điện thoại nhá. Rất là mềm và mát. Rất là mềm, nó không phải hàng da cá, mọi người hay mua đâu mọi người nhá. Vải da cá của hàng xưởng Sài Gòn đấy ạ. Rồi mã này là mã 30 kèm số điện thoại ạ. 25.000 một cái nhá. Ok, thương thương này có mũ rất là xinh. Vải của nó rất là đẹp cũng nhá. Ok, ok, Oanh Nana có một cái này. Ok, Billy Vũ có một cái, nhắn tin nhá. Em xin một phút để nhắn tin nhá. Oanh Nana được một cái này. Billy Vũ một cái nhá. Mang đây. Billy Vũ một cái này, chị Gia Yến một đó. Cái. Vải toàn bộ vải đẹp thôi, chứ mày vải mới bẩn mọi người hay mua đâu ạ. Cái này có sức ạ. Anh Phương một cái nhá. Rồi em xin mọi người một nút chia sẻ ạ. Sau đó là một phút để nhắn tin cho em để chốt đơn, đỡ phải tốn tiền điện thoại của em xả kho lỗ vốn, là mọi người em gọi điện hôm nay nhìn nhân viên gọi điện mà lâu ơi là lâu, em thấy tiếp điện thoại lắm, tại vì mọi người ạ,
tư vấn cho mọi người đủ à, kiểu hàng 25 rồi. Hàng 25 nghìn mà tư vấn đủ kiểu, đủ các kiểu để chọn các thứ, chiều cho mọi người hết tiền đấy mọi người ạ. Thật ra là hàng 25 nghìn nó chốt rất mệt, sau đó là lỗ quá, lỗ vốn nhiều. Em xin mọi người một nút chia sẻ và một nút nhắn tin nha. Hết chưa Quỳnh ơi? Chốt rồi, các chị nhắn tin cho chị Quỳnh ạ. Chị Anh Anna, chị Bi Vũ, chị Gia Yến, chị Nguyễn, chị Anh Phương inbox luôn cho shop em nha. Em nhìn thấy chị Cần Hậu nhá. Chị Linh này, chị Trần Thủy. Rồi, cái lấy một cái siêu phẩm đi ạ. Chị inbox luôn cho shop được mã này nhá. Nào, cái siêu phẩm này nhanh tay chia sẻ lên ạ. Nhanh tay chia sẻ để không bị ẩn tương tác này. Cái siêu phẩm này 25k tiếp hàng này. Hàng toàn bộ là hàng hãng luôn nha. Có thấy thì chị Thảo Phương thị Trần. Ship đồng giá toàn quốc 30k một đơn. Hàng rẻ này không ấy. Rồi ok nhá. À, hàng rẻ này tự thanh toán ship giúp em nhé. Chắc là tầm 30-35 đấy mọi người nhá. Hàng quá rẻ. Nếu mà chị nào lấy 2-3 sản phẩm thì là 30 nhá. Ai chỉ lấy 23 phẩm. Rồi ok, một cái áo siêu phẩm tiếp theo nha, dưới 50 cân mặc vừa. Dưới 50 cân mặc vừa nha mọi người nhá. Dưới 50 cân mặc vừa nhá. Ok, chị Quỳnh Anh nha, chị cứ danh ạ. Ship cho mọi người tự thanh toán nhá. Cái đợt rẻ này chắc em không bao được ship rồi. Rồi ok nhá. Rồi tiếp đến một cái áo siêu phẩm này, comment cho em mã này là mã dưới 50 cân thôi nhá. Dưới 50 cân mặc giúp em thôi. À, hàng của hàng hiếm hạng nhá. Em xả luôn giá của nó là 25k, mã này là mã Trần Thị thì Trần nó chưa được. Mã này là mã 45 nhá. Mã 45 kèm số điện thoại ạ. Mã 45 kèm số điện thoại, chị nào comment 45 đầu tiên là chị ấy được nhá. 45. Đây chị Vân Thị Kiều Nhi ơi, nhắn tin cho em mẹ chốt bao nhiêu mã nào cứ kèm tin ạ. Mã 45 kèm số điện thoại. Ok, hồ zona này. Hồ zona nhá, rất là đẹp, phải đẹp lắm. Hồ zona vứt luôn vào cho nó đi. Hồ zona này. Cái này mấy chiếc? Một chiếc chốt luôn hồ zona nhá. Cặp một tí nữa. Rồi tiếp đến cứ một cái chân đi hàng hãng và một là hàng hãng nhá mọi người nhá. Sau đi. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên cho em để tăng tương tác nhá. Rồi em chốt được hai cái, mọi người cứ nhắn tin cho em nhé, chốt được bao nhiêu cái cũng được, nhắn tin cho em nhá. Kiểu mọi người nhá. Vẫn còn cái em cứ cho đây đi, đi theo đấy. Chốt được bao nhiêu cái thì cũng nhắn tin hộ em một chút ạ, để em đỡ phải ở. Tí nữa đi luôn nha. Rồi tiếp đến một cái sơ mi thiết kế nhá, 25k, mã này là mã. Đây có 5 cái. 55 kèm số điện thoại ạ. 55k kèm số điện thoại, một cái sơ mi lụa hàng cao cấp nhá. Xả 25k mã 55 ạ. 55 còn nhiều lắm. Rồi mã 55 này mọi người ơi, đây chưa? Mã 55 một cái sơ mi lụa. Ok, sơ mi một cái rất là đẹp nhá. Hàng của nó hàng lụa rất là xinh ạ. Hàng của nó là hàng hãng nha. Em xin mọi người một chia sẻ, một nhắn tin để cho em xả 25 ạ. Sơ mi inbox luôn này. Văn Thị Kiều Nhi một cái này. Em xin mọi người một nút chia sẻ nhá. Ok, này 25 nghìn thôi ạ. Hàng này là hàng hãng này, mọi người nhìn cái em nó rất là xịn ạ. Đây hàng hãng này, vì em xịn chưa ạ, rất là xịn. Mặc rất là mát nhá. Ok, chị Mai Hoàng, chị nhắn tin nhá. Chị đang mặc là gì vậy? Chị thơ tô này. Rất là xinh mọi người, rất là xinh, chỉ có 25 nghìn thôi ạ. Comment mã 55 nhá. Ok, Nguyễn Gia Linh nhắn tin cho em ạ. Ok, Đào Minh Tuyết nhắn tin này. Nguyễn Thầm nhắn tin nha. Ok, chị An Nhiên nhắn tin lại, chỉ có 25 nghìn thôi. Ok, chị Hồng Gấm nhá. Ok, chị Nguyễn Bình ạ. Ok, tối đa 3 sản phẩm mới ship nhá. Dưới 50 cân mặc vừa nhá. Dưới 50 cân mặc vừa. À không phải, dưới 55 cân nhá. Em cho chị một chị 55 cân là cũng được. Ok. Sơ mi hiện tại là chỉ có 25 nghìn và sơ mi lụa mọi nhá. Sơ mi lụa rất là xinh. Tay phối đen rất là xinh ạ. Ok, chị An Nhiên mã 55 này. 25k một cái thôi, chả cần ai nhắn tin cho em nha. Hai người nhắn tin cho em ạ. Nguyễn Ngọc nhắn tin cho em nha. Áo đó dưới 55 cân vừa chị nhá. Rồi em tư vấn rất là nhiệt tình, người nhắn tin cho em để đỡ tốn tiền điện thoại gọi điện nhá. Ok, Hải Samsung mút một cái này nhắn tin cho em nhá. Ok, Hương Hana nhắn tin cho em ạ. Ok, chị yêu nhà Nguyễn. Có 25 nghìn một chiếc là nhắn tin cho em sơ mi lụa rất là xinh. Đảm bảo chế nào đã mặc cái áo này rất là đẹp mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng này hàng chuẩn luôn, rất là mát. Mọi người nhìn cái đen của nó này. Đen rất là đẹp mọi người. Bao đẹp cho mọi người, chỉ có 25 nghìn. Ok, Minh Che Che chỉ có 25 nghìn thôi chị yêu ơi. 25 nghìn một cái thôi. Ok, Hường Zona nhắn tin cho em nha mấy chị yêu. Ok này, nhắn tin này. Nhắn tin với em nha. Mọi người cứ nhắn tin cho em ạ. À. Em qua mã nha. Tại vì thời gian có hàng là em chỉ chốt cho mấy đâu, rồi trong tin nhắn nữa là em sẽ nghỉ em đi hàng luôn nha. Mọi người chia sẻ lên cho em 44 cân mặc được, mẫu hiện tại là 40 cân nhá. Quỳnh Ly ok, mẫu hiện tại chỉ có 40 cân thôi ạ. Mọi người có so bì ra mọi người mặc nhá. Rồi một cái áo hàng hãng này. Một cái áo hàng hãng em xả luôn mọi nhá. Hàng hãng em xả luôn này. Chị nào lấy cái siêu phẩm này comment cho em mã này dưới 50 cân đổ lại thôi. Em xả luôn với giá của nó cũng 25 luôn này. 25 khuyến mại cho mọi người chia sẻ lên ạ. Rồi chị nào lấy comment cho em mã này là mã 65. 65 mọi người nhá. 65 kèm số điện thoại 25k. Mã 65 kèm số điện thoại, cái này có siêu phẩm đúng một cái nhá. Đúng một cái siêu phẩm này thôi. 65 kèm số điện thoại cho em ạ. 65k kèm số điện thoại mọi nhá. 65k kèm số điện thoại nhá. Rồi. À quên mã 65, 25.000. Quên mất. 25 nhá. Mã 65. Nhầm, hàng 3 mác này, xịn luôn, em trả luôn nhá. 25 này. 25 chốt cho chị Anh. Mã 65 đấy. Mã 65 đấy. Nguyễn Thị Anh Phương này, Hải Nguyễn này, hàng giấy này.
Nhắn tin to lại với chị đọc. Nhắn tin cho em nhá. Em xin một nút nhắn tin và một nút chia sẻ để chốt cái áo siêu phẩm này 25.000 mọi người nhá, trong tin nhắn cho em nhá. Áo 25k chốt cho chị Nguyễn Thị Anh Phương này, chị Hải Nguyễn Hạt Giấy, như ai có đơn hàng của anh Anna, chị như ai có đơn thì em sẽ gộp vào cho nhá. Chị inbox vào cho shop em đi. Alo. Mọi người theo dõi page của em thì không hiển comment nhá. Vâng chị ơi, sao chị ơi? Rồi một cái áo cổ cao cũng 25.000 mọi người nhá. Đây rất là đẹp, đây là toàn bộ là những cái hàng trong lô thiết kế, rất là trên chất của nó sẽ khác hơn những hàng bên này mọi người mặc nhá. Rồi ok này. Rồi một cái áo 25k chị nào lấy trắng cầm mình trắng kèm dỗ thoại ạ. 5 năm còn nên chị Hà Vi cứ nhắn tin nhá. Ok. Ok chị Tươi Hoàng nhắn tin cho em nhá. Rồi chị nào lấy trắng kèm dỗ thoại cho em 25k. Trắng cho em kèm dỗ thoại mới nhá. Rất là xinh, vải rất là xịn nhá. 25.000 cái thôi. Chị nào lấy comment cho em trắng kèm dỗ thoại ạ. Trắng kèm số điện thoại mọi người comment trước mọi người nhắn tin cho em ạ. Ok, Sumi có đơn rồi nhá, chị nhắn tin cho em nhá, trắng thì Sumi này. Mọi người ơi, comment trước thì em vẫn đọc nhá. Đúng 3 sản phẩm em mới chốt nhá, 3 sản phẩm mới chốt nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em Sumi một cái, tâm trang một cái, nhắn tin cho em đi ạ. Chỉ có 25.000 một cái thôi ạ. Mọi người em xin một nút nhắn tin nhá. Rồi tiếp đến một cái áo nữa mọi nhá, một cái áo nữa này. Rất là mát mọi người nhá, chốt một số nữa thôi nhá. Sau đó là em sẽ xả đến cái hàng quần bò nữa nhá mọi người nhá. Cái hàng này chốt rất là mệt này, chỉ có 25.000 mọi người nhanh tay nhắn tin cho em nhá. Rồi tiếp đến một cái hàng chất rất là đẹp. Hàng này chất rất là đẹp mọi người nhá, không phải hàng mọi người hay mua ở xưởng đâu ạ. Không phải nóng, rất là không phải những cái hàng nóng đâu nhá. Rồi em lấy cái siêu phẩm này màu trắng này bao dưới 5 năm cân đổ lại nhá. Rồi chị nào lấy cái siêu phẩm trắng này 25k, mã này là mã 70 kèm số điện thoại nhá. 70k kèm số điện thoại ạ. Mã em đang mặc trên 10 người là 70 mã 70 kèm số điện thoại nhá, đồng giá 25. Mã 70 nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. Đây rất là xinh mọi người nhìn này. Chất rất là đẹp ạ. 70k chất theo hướng zona nhá. Mã 70 hướng zona. 70 bớt cho mọi người. Mã 70 nhá. Mã 70 và đơn sỉ ra không ấy nha. Có 25.000 cũng muốn bớt, không bớt được. Bán sale không thắc mắc không nhìn nha. Chỉ đổi trả cái hàng bị lỗi thôi nha. Còn mấy cái quần. Rồi 70 em chốt theo hướng zona thì nha mọi người, chị nào comment nhanh thì chị được nhá. Tương tác trăm tương tác mấy em chị mới được nhá. Trăm tương tác thì mọi người không bị ẩn comment nhá. Rồi tiếp đến một cái áo này nhá mọi người, rất là mát này. Bây giờ còn một cái áo này, chị nào có lấy comment cho em mã 80 kèm số điện thoại nhá. Rồi ok, Thu Huyền chị comment trước để em đọc được hết mà mọi người. Tương tác với em tốt thì em sẽ đọc luôn nhá. Mã 80 kèm số điện thoại 25.000, vải Quảng Châu siêu mát, hàng mới 100% không hóa đang cũ nhá. Mã 80 kèm số điện thoại ạ. Mã 80 kèm số điện thoại nhá. Mã 80 kèm số điện thoại đây 25.000 ạ. Mã 80 kèm số điện thoại nhá. Ok, Lý Thu Thảo nhá. Đầu tiên này em đọc rất là chuẩn nhá. Nguyễn Trinh thứ hai, Trần Thủy thứ ba, chế nào nhắn tin trước thì em chế đấy được. Chế nào thích cái mã nào chụp ảnh lại cho em nha. Mèo con thú dí sáng nay có đơn rồi, nhắn tin cho em đi. Nhiều người bình luận có thể nào, Hà Hết nhắn tin cho tin nhắn cho em nhá. Trên live quá nhiều sẽ không gọi được đâu ạ. Chụp ảnh hộ em ạ. Các chị ơi chụp ảnh vào xong rồi là gửi hình ảnh đến nhá. Đúng rồi các chị ơi, chụp ảnh lại đi ạ. Chụp ảnh lại đi ạ. Sau đó là nhắn tin cho em để chốt hàng. Tự tạo cho mình 3-4 sản phẩm để chốt nhá. Rồi tiền này lấy 10 sản phẩm em gửi luôn cho nhá. Rồi ok, một cái quần siêu phẩm này em tối mặc lên cho mọi người xả 50 nhá. Hàng này là cọ lụa 4 rồi nhá. Hàng rẻ mọi người toàn lấy 10 cái thôi. Lấy 10 cái là em lấy mua công. Chị nào trên 4 sản phẩm em mới ship ạ. Rồi em chị nào được mã nào hãy chụp ngay màn hình vào cho em nhé. Sau đó nhắn tin ngay cho shop em nha các chị ơi. Để em chốt hàng nó dễ không tránh nhầm lẫn, tại vì quá nhiều mã không thể kiểm soát hết được đâu ạ. Bốn cái. Ở đâu ấy lại tìm. Đây còn 4 cái ạ. Đây đây đây. Quần còn 4 cái mọi người nhá. Xả 50k một cái, bây giờ chế nào chốt comment cho em quần luôn này. Quần nhá. 50k một cái, quần ở ngoài chợ vẫn bán 150 đến 200 nhá. Quần 50k bây giờ còn mấy cái? Size S, chế nào comment cho em đi. Quần nha, 50k một cái, quần led à quần vải thô nhá. 50k một cái quần nhá. Rồi chốt size S luôn cho em, chốt luôn này mệt quá, mọi người cứ để 50 cân được. Dưới 50 cân bạn em chốt đi. Vải co giãn siêu đậu thôi. Dưới 50 chân cân chất quần thì Quỳnh Ngợi đọc tên quần cho chị đi. 50k một cái rất là siêu đẹp luôn nhá. Rồi quá đẹp luôn. Hàng này bao bao đẹp cho mọi người luôn. 50k một cái quần nhá. Chất quần đi. 50k một cái quần nhá. Nhắn tin cho em bảo chị. Ok này. Chị Nguyễn Ngọc này, chị Nguyễn Phúc này, chị Hạc Giấy nè, chị Lan Nguyễn, các chị ơi nếu mà thích quần thì nhắn tin cho các em luôn nha. Chụp lại màn hình cho em nha. Chụp lại màn hình và gửi tin nhắn cho em luôn ạ. Chỉ có 50k một cái quần mặc lên rất là chuẩn nhá mọi người nhá. Mọi người chụp lại màn hình giúp em để nhắn tin cho trong đi nhắn cái chốt hàng chuẩn xác nhất nhá. Giờ chỉ có 50k em qua mã luôn này. Rất là chiều mọi người vẫn phải mặc lên nhá. Các chị ơi ai thích mẫu nào thì chụp ảnh màn hình xong rồi gửi tin nhắn đến shop nhá.
Ok, Thùy Dung Phạm, ok Ngã Đỗ nha, các chị cứ có đơn trên 3 sản phẩm là bên em sẽ đi hàng nha. Ưu tiên người nào trên 4, 5 sản phẩm, 10 sản phẩm ạ. Em xin mọi người một nút chia sẻ nha mọi người ơi. Em xin mọi người một nút chia sẻ nha. Bây giờ còn hai cái váy đi biển nhá, một cái xanh, một cái vàng xả là 45, 50k một cái nhá. Rồi ok ạ. Bây giờ còn hai cái váy đi biển mọi người nhá. Váy đi biển là hàng Quảng Châu mọi người nhá. Một xanh, một vàng, xả 50k một cái nhá mọi người nhá. Xả là giá của nó là 49k một cái nhá. 49 kèm số điện thoại cho em này. 49 xanh một vàng nhá, 49k một cái, bây giờ còn đúng hai cái đi biển nhá. Rồi, dây của nó bên trong là váy dây rất là xinh luôn mọi người nhá. Váy đi biển 49 kèm màu cho em này. Bên trong là một cái váy dây nhá. Bên ngoài là cái váy sơ mi rất là hợp mới đi biển luôn. 30 tháng 4 sắp tới các chị thế nhá. Xả 50k kèm số điện thoại sau đó là tiếp đến đầu 25.000 nhá. Ok, chị nào lấy váy đi biển comment váy đi biển nhá. Váy đi biển kèm số điện thoại cho em này. Ok, chị chả cần ai này, chị Hoàng Anh, chị Hoàng Ruby này. Rất là xinh, màu xanh rất là đẹp này mọi người, màu vàng nhá. Phương này. Rất là đẹp mọi người nhá. Rồi ok, chỉ có 50.000 một cái thôi, 49.000 một cái thôi. Nhắn tin trước em để cho giá rẻ này. Ok, nhà Nguyễn này, lấy xanh cho chị nhá. Rồi ok ạ. À. Rồi chỉ có 49.000 em nhắn tin em giảm cho 45.000 nhá, rất là rẻ luôn ạ. À. Đây váy dây bên trong nhá. Váy bên ngoài là sơ mi này. Màu xanh là của chị Nhà Nguyễn nhá. Màu vàng là của ai đấy ạ? Vàng này. Vàng có 2 chiếc của mình nhá. Rồi đây là cái váy siêu phẩm mọi người đi chơi biển nhá, rất là đẹp ạ, rất là năng động luôn nhá. 49k một cái. Quá hát nốt đi, chốt đi, chốt thêm cái vàng đi, còn đấy. Ok. Còn cái vàng nhá các chị. Mọi người ơi, nhắn tin cho em nhá mọi người nhá. Ok chị. Nhìn lên chị Hà Vi, mọi người em xin 1 phút để chia sẻ, 1 phút để nhắn tin nhá. Một cái quần 25k mọi người nhá, quần okay, đi biển này. Ok Hoàng Anh nha. Ok con. Một cái quần siêu phẩm này 25k, để chị nào lấy quần size S comment cho em quần nhá. Quần đi biển này, rất là xinh. Chị nào lấy cái quần ren này comment cho em quần kèm số điện thoại nhá. Quần kèm số điện thoại ạ. 25k một cái quần ạ. Quần này mọi nhá, quần này 25k mọi nhá. Quần 25k, quần đi biển size S nha. Quần 25k mọi nhá. Hàng mới 100% nha. Quần 25 ạ. Ok chị Hà Thúy nè. Hơn 10% pin kìa. Quần nha mọi nhá, quần kèm số điện thoại nha, 25k. Quần kèm số điện thoại nha, đưa cái chân váy ấy đây. Chị Hà Thúy này. Đây không phải váy nha, đây là quần ạ. Chân váy bỏ hả? Chân váy giữa cơ. Sao đấy giữa ấy? Đâu? Chuẩn bị đấy đây. Ok, quần nhắn tin cho em xin một chút chia sẻ ạ. Chị Trần Nguyễn Phương Thảo này. Ai đây? Của ai đây? Anh Nguyễn. Mấy cái? Ờ, bọn em like xong bọn em mới trả lời được. Nhưng chị Ngọc yêu anh ơi. Rất yêu anh ơi. Bỏ ra đi. Bây giờ con trường đến lập mở ra để trả. Ok, chị Đinh Hương này. Chị Đinh rồi bây giờ có 1 kg mà bây giờ em xả của khách ra nhá. Bây giờ sẽ đến một cái hàng mà em xả của khách ra xem sẽ đến hàng 25.000 tiếp theo nhá. Thấy chị Hà Thúy nha. Còn bây giờ sẽ là đến lô thiết kế nhá. Còn mấy cái em sẽ xả khách ra này. Những cái hàng này là 750 xả xuống nhá. Em chuyên bán hàng thiết kế hàng đắt nha. Nên là những chị nào bảo là em bán hàng xin em chưa bán đâu ạ. Hàng thiết kế nhá, còn lọt lại em bán có thể ạ. Ok chị Nguyễn Thị Tiêu. Bán giá bình thường đi. Rồi ok đấy. Đấy chị nha Nguyễn Hạnh ơi. Lấy đấy, đưa cho chị đi. Rồi đến một cái siêu phẩm nhá. Bây giờ cho em chút để qua hàng 25 tiếp theo. Bây giờ em sẽ xả đến hàng thiết kế này. Ôi, chị Dương rồi ok, đến một cái siêu phẩm này nhá. Đến một cái siêu phẩm này nhá. Em xả luôn được người với giá là 140.000 này. 140.000 giá 750 xả 140 size S nhá. Toàn bộ hôm mọi hôm này em sẽ bán hàng thiết kế cao cấp ở bên em, còn những cái hàng mọi người mua hiện tại toàn là những cái hàng trong lô cao cấp, xả ra cái chất của nó sẽ khác hẳn với chất ngoài bên ngoài mọi người hay mua nhá. Toàn bộ hàng của em là bán hàng thiết kế nhá. Ôi, chị nào lấy cái váy siêu phẩm này. Bọn em nghe xong bọn em làm đơn đi chị Anh Phương. Ôi, chị nào lấy cái váy siêu phẩm size S này các bạn cho em mã này là mã 140 kèm số điện thoại ạ. Lấy bỏ đi. 140 kèm số điện thoại nhá. Danh mãi kiếp 140k điểm thoại mọi nhá. Rất là siêu phẩm 750 xả xuống nhá. 750 xả xuống 140 mọi nhá. Để cái bài đấy xem ạ. Đùa nó sai gì đấy. Đẹp một cách dã man luôn đấy. Thôi để cho chị 750 xả xuống nhá. Dương còn một chút đòi cái mãi. Tháo không tháo. Mình cứ việc cái khóa cho nó thôi. Ok, một cái siêu phẩm nữa nha mọi người nhá. Em xả 120 này. Thấy chị cô tấm nha. Toàn bộ là váy thiết kế Quảng Châu cao cấp mọi nhá. Hàng mới nhá chị ăn. 750k xả xuống nhá. 750k xả xuống 120. Size của nó là size S nha mọi người nhá. Size S dưới lại 47-18 cân vậy ạ. Rồi chị nào lấy cái siêu phẩm này các bạn cho em 120 nhá. Hàng hãng mọi nhá, hàng hãng bên Quảng Châu nhá, hàng vừa bẩn đó ạ. Rồi chị nào lấy cái siêu phẩm này các bạn cho em mã này 120 ạ. Hàng Quảng Châu thiết kế có cấp nhá. Chị Hạ Vi nhá. 120k em xả
750k xả số 120 size em S nhá. Size S ạ. Ôi chị nào lấy cái siêu phẩm 120 kèm số điện thoại cho em nha. 120k. Dưới 47 cân vừa chị ơi. Dưới 47 cân 18 cân nhá. 120 kèm số điện thoại mình nhá, rất là siêu phẩm luôn, hàng thiết kế 750 xả số nhá. Hàng thiết kế 750 xả số nhá. Hôm nay chị đặt một cái quần nâu nha, tí nữa bọn em gọi điện chốt đơn đặt thêm mấy sản phẩm đi ạ. Chị Oanh Kim à, chị bé Tiên em chưa cho chị bé Tiên nha, chị Oanh Nguyễn ạ. Toàn bộ là hàng 750 xả xuống nha mọi nha. Chị bé Tiên này. Anh Nguyễn nữa chị vứt vào đây. Em chưa nói với chị biết tên. Mặt mới điên à? Chị Hương Trần á. Ờ thế đến một cái váy thôi nha mọi nha. Em xả chị 9 kèm số điện thoại này. Xem váy bò nữa, sao nó hả? 99k kèm số điện thoại mọi nha, size của nó là size M nha. 99k một cái váy Hàn Quốc nha, 750 xả xuống một chỉ là xả xuống 99k nhá. Rồi chị nào lấy cái váy siêu phẩm Hàn Quốc này comment cho em mã này là mã size M nhá. Size M, SM, em là mặc size S, em là mặc size M này. Chị nào lấy comment cho em 99k kèm số điện thoại nhá, một cái váy Hàn Quốc xả 99k. 99k cho em kèm số điện thoại nhá. Đẹp dã man, một người chết của nó sẽ không mua được rẻ như thế đâu. Dưới 50 cân vừa các chị nhá. Dưới 50 cân là vừa nhá. Hàng này là dưới 50 cân vừa. Rồi 99k, xả 99k kèm số điện thoại. Xả 99k kèm số điện thoại mình nhá. Comment cho em mã 99k kèm số điện thoại. Thấy Yến Nguyễn nha, thấy nhà mình, à bên mình ở Thái Nguyên nha. Xả 99k kèm số điện thoại nha. Chị Thương Thương nha. 99k này, chốt chị Thương Thương, thương mỗi cái chỉ có một cái là do chị nhà Nguyễn ạ. Chị Thương Thương nhà Nguyễn. Size dưới 50 cân nha. Dưới 50 cân vừa các chị nha. Binh che che em lấy ạ. Chị nhà Nguyễn này, chị Thương Thương, chị nhà Nguyễn ưu tiên ai có đơn nhiều em gộp đơn luôn cho nha. Rồi tiếp đến một cái siêu phẩm đen nha. Cái đen này quá là đẹp luôn. Chỉ còn sót lại vài cái này thôi ạ. Ôi đẹp thế. Một cái siêu phẩm nữa nhá, một cái siêu phẩm 750 hàng hãng này. Một cái siêu phẩm 750 nhá, quá là thiết kế, quá là xinh luôn. Một cái siêu phẩm nữa nhá, một cái siêu phẩm hôm em xả luôn nha. Rồi một cái váy siêu phẩm này luôn. Con cô tí váy nâu à? Rất là xinh, 750 xả xuống 140 nha. Một chiếc thôi. Dã man có một chiếc duy nhất thôi, ren của nó là ren hàng cao cấp, hàng xuất khẩu không phải hàng của phẩm đâu. Chị váy nâu, chị mèo con cô tí bao tiền đây? 140, 750 xả xuống 140 luôn. Mèo mình xả luôn nhá. Đây là hàng cao cấp. Dã man. Đây là thuộc vào lô cao cấp nha. Còn hàng của bên em là khi nào nó có rẻ thì rẻ, nhưng toàn là bán ok, số là hàng đắt nha. Đố này. Rồi ok ạ. Đắt đâu mà so với giá của nó quá rẻ rồi. Size so với giá. Đa số là em bán hàng cao cấp của nhá. 750 xả xuống còn 140. Chị nào thích size hàng cao cấp mà giá rẻ thì rồi đây với số của em. Rồi chị nào thích hàng size hàng cao cấp hàng mắc như thế này thì cứ về với em ạ. Hàng này hàng chuẩn là hàng cao cấp luôn, rất là đẹp với cá thiết kế này đấy, bên trong lớp lót này. Nó không chị bị lớp tí nào luôn nha. Hàng rất chuẩn luôn. Cho chị mèo con Cuti và chị Hà Thúy này. Đó hết rồi, còn đây đó hết rồi mọi người, hết rồi, khách xả ra bây giờ hết rồi, khách xỉ ấy. Để lâu quá rồi, xả luôn này, con cao cấp em hết từ mấy ngày trước, bây giờ em mới xả đến hàng rẻ chứ mọi người. Còn những cái hàng cao cấp này em sẽ không còn, em bán 1-2 ngày là hết những cái hàng cao cấp này luôn. Các chị danh thì toàn là hàng hiếm không mọi người ơi. Rồi tiếp đến một cái siêu phẩm mới nhá, một cái siêu phẩm em xả mọi người với giá là 110 kèm số điện thoại này, size của nó là size M nhá, dưới 50 cân mặc vừa. Rồi một cái siêu phẩm nhá, một cái siêu phẩm thiết kế rất là độc, rất là thanh lịch như này. Em xả 110k, giá limit của nó là 650 nhá. 650 xả 110k. Chị nào lấy các bạn cho em 110 kèm số điện thoại nhá. Ok chị Hương Zone này. 110 kèm số điện thoại. Chị mèo con Cu Tí cũng lấy ạ. Dưới 50 cân mặc vừa nha mọi người nhá. 100 mẫu nặng 40 cân 1m50 chị ạ. Ôi, em xả 110 nhá. Váy trắng trước Hương Zone này. Rất là đẹp mọi người ạ. Hết rồi, còn mấy cái nữa. Đấy, rất là thanh lịch, hết sạch. Là mặc cái chân váy đây là hết này. Bây giờ cũng là hết rồi mọi người. Hàng cao cấp như thế này. Tự nhiên sót ra được một ít để cho mọi người tranh nhau nhá. Toàn bộ là hàng hãng ba mác nhá, hãng của bên Trung Quốc là hãng của nó là hãng rất là xịn, rất là luôn. Cao cấp luôn, hàng rất là cao cấp ạ, thuộc vào dòng hàng cao cấp nhá. Mọi người order vẫn những cái váy này với giá của nó là 200-300 tệ nhá. Mọi người những cái váy của em vừa rơi là mọi người order vẫn là 200-300 tệ mọi người nhá, nghĩa là tương đương với hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Các chị mới sở hữu những cái chiếc váy mà mọi người vừa đặt xong nha mọi người nhá. Đấy, những cái chiếc váy đấy là 200-300 tệ nhá, rất là đắt ạ mọi người nhá. Cái này một cái túi này để hàng. Rồi một cái chân váy sale luôn cho mọi người nhá, size M. Cho em chân váy da xếp ly ạ. Rất là xinh, không bao giờ nổ luôn, em xả luôn với giá là 90.000 kèm số điện thoại nhá. 90k chân váy da size M. 90k chân váy da size M nhá. Giá của nó niêm yết lúc nào trên 250 một cái chân váy nhá. Em xả luôn 90k kèm số điện thoại. Chị lấy váy ạ. Size M nhá. Đọc nghe nó sai ạ. Hàng cao cấp nhá. 90.000 kèm số điện thoại, rất là đẹp luôn. Không bao giờ nổ luôn nhá, xếp đi. Rồi váy da nhá, 90k kèm điện thoại. Chắc chắn nha. 90k kèm điện thoại người nhá. Size M nhá. 90k này. Cho chị Mai Thi nha.
Rồi thế đấy có cái bánh sai nữa. Thì nếu còn chút cho mèo con thu tí một cái. Hết rồi. Giờ một cái váy chân váy cao cấp cuối cùng này, em xả là 90 này. Sai lờ nha, một cái chân váy xếp ly sai lờ nha, rất là đẹp nè mọi người nhìn này. Để may một cái váy ra như này xếp ly quá là khó luôn, chỉ có những cái áo cao cấp thì có rồi nhá. Rồi em xả luôn 90.000 sai lờ ạ. Mọi người lưu ý nha, nghe rõ sai cho em, cái này là chân váy 90.000 sai lờ nhá. Sai lờ ạ. Chân váy ra sai lờ 90 kèm dối hoài ạ. Chân váy ra 90 nha mọi người nhá, em sẽ xả tiếp bên hàng rẻ này. 90 nha. 90k size L ạ. 90k size L nha. Hết. Hết lô rồi. Chốt cho ai chưa? Chốt cho ai đấy? Chị hết, chưa chốt cho ai rồi hết. Hàng Thanh Trần nha, hàng Thanh Trần đây, nay đi hàng luôn nha. Được chọn được mấy cái rồi đấy. Cả set thì mua đây. Chốt cho hàng Thanh Trần nha. Bảo đúng lên cả set thì mới bỏ. Bỏ cái đấy ra đi. Hàng Thanh Trần đây nên đi nha. Tại vì được 3-4 sản phẩm rồi đấy. Chứ mới bỏ cái nhà đâu, nhà chẳng lắm. Tròn gì? Cái tròn tròn trên mấy tròn rất là đây này. Sáng này đây. Mình bỏ không? Đây, chụp tròn ấy. Ừ. Hết rồi. Có hai cái mà. Ở đây này. Có hai cái đầu tiên xả nốt cho để lại đi. Rồi bây giờ có một cái chân váy này em xả 80k kèm dấu thoại này, chân váy bỏ siêu phẩm nhá. Size M nhá, 80k kèm dấu thoại. Váy của nó là 220 nhá. Rồi em xả chân váy bỏ này size M. 80k đây này. Đẹp quá mọi người ơi, 80k nha. Quá đẹp luôn, size M nhá, 80k, size M nhá, 80.000 thôi ạ. Chị nào dưới 50 cân mặc vừa nhá. Ô, chị nào lấy dưới 50 cân thì mặc nhá. Ok, hàng Thanh Trần chốt váy ra, tí nữa chốt thêm mấy sản phẩm nọ nhá. Hôm nay chị không giữ đơn đâu, nay đi hàng hết nhá. Chị Hà Thúy nhá, chị Hà Thúy lấy váy bò. Váy bò, size M dưới 50 cân mọi người nhá. Chốt cho chị Hà Thúy này, là một này, chị Hoàng Anh không có số điện thoại. Đây là lô hàng thiết kế mọi người nhá. Chị cô Tấm ơi, lấy cái nào thì cứ inbox cho shop mẫu đấy nhá. Cô Tấm đặt mấy lần nhưng không inbox là không được chốt đâu chị ơi. Đúng rồi, chị cô Tấm ơi, chị inbox cho shop những mẫu mà chị đặt đi ạ. Chân này bỏ thiết kế okay, mà nha. Nha. Cái này size M 40 cân không mặc vừa đâu ạ. 40 cân không mặc vừa, mọi người em 40 cân mặc rộng. Đợi mẫu sau nhé. Rồi cái này em xả cho mọi người 80k. Chị hàng Đặng Mỹ này, cho là trong lô thiết kế nha. Đặng Mỹ một cái này. Những cái hàng ba mắt như này là thuộc vào lô thiết kế mà nhá. Rồi ok, em xả 80.000 một cái lô thiết kế quá là rẻ rồi. Size L nhá, 80.000 ạ. Size L nhá mọi người nhá. Size L nhá, thế ơi. À size S mọi người nhá, đọc nhầm size S nhá, dưới 50 cân, dưới 47 cân rồi nha. Rồi chị nào lấy cái váy vàng siêu phẩm thiết kế này. 80k cơ mà cho em 80 kèm thống thoại nha. Dài chị Hồng biết đẹp cao ạ. Lấy à? 80k nhá, chị không phải size L đâu, size S đấy ạ. 80k kèm thống thoại nha. Chị Lan Nghi Sa. Ok, chị Lan Nghi Sa nha. Mẫu 40 cân thôi chị ơi. Mã này là mã 80k cả đúng loại. Sao phải tiếp kế ok nhá. Chị Hương Nguyễn nè. Ok chị Hồng Vi cao size L chị mới lấy. Đây là bao nhiêu tiền đấy? 80.000 thôi, xả luôn. 80k em chốt chị Lanh Lisa nha. 30 thôi, 80. Vâng, thả váy đi. Rồi các bỏ ra lấy váy ra. Rồi toàn bộ là thiết kế có cấp như nhá. Lanh Lisa 1 này. Chị Mai Thi ơi, nếu mà tìm được thì em ấy cho nha. Một chiếc thôi. Bỏ ra. Có một chiếc thôi. Chị Mai Thi ơi, bây giờ em sẽ chốt bán đơn và đơn tiền to chuyển khoản trước để em mới gửi hàng nhá. Thế được. Rồi còn một cái váy nhá. Không thể nào mà cặp 100.000. Vì nó sẽ màu trắng này, ngày xưa em bán rất là đắt, váy thiết kế cho nên không có ai mà mấy đâu ạ. Em sẽ sai là em sẽ trả là giá của nó là 80 nhá. Hơi bẩn mọi người về giặt cho em nhá. 80k, cái này mà chị nào về mặc xem là về dự đem cưới thì cũng quá nổi bật luôn. Cái hàng này hàng cao cấp nhá. Hàng này sẽ là hàng cao cấp nhá mọi người nhá. Rồi ok, 80.000 ạ. Hơi bẩn một chút em trả luôn này. 80k em mặc size L sẽ hơi rộng nhá. Ôi chị nào lấy cái váy siêu phẩm 80 comment size L hãng comment nha. Size L hãng comment nha, một cái váy siêu phẩm màu trắng rất là đẹp nha. Em mặc size L sẽ rộng mọi nhá. Size L là trên 50 cân mặc vừa. Trên 52 cân đi ạ. Rồi ok, comment cho em mã này là mã 80 gặp dũng hoại đi ạ. Size L nha. 80k hơi bẩn một chút về giặt nhá. Ok chị Hoa Lê này, chị Hồng Vi Cao này. Hơi bẩn một chút thôi nha. Hơi bẩn một chút thôi nha. Không phải bẩn nhiều đâu. Có một chiếc thôi. Thế là mọi người cho em nhiều đoạn đơn nó lẻ tẻ vừa đi rồi nha thôi. Đây mọi người nhá, ba mác này, hàng thiết kế có cấp luôn nha. Những cái hàng như này là sẽ rất là đắt mọi người nhá. Order vẫn là đến 2-300 tệ ạ. Hoa Lê trắng này 09733253348. Ok chị nhá. Bắt buộc phải chuyển 50% cho em gửi hàng lên đơn hàng mấy triệu mà cọc 100.000 nó trả là gì so với số ok chị Hồng Vi Cao này hình như chị được rồi mà. Ôi chị Hồng Vi Cao hôm nọ vừa một cái máy xe L vừa đi xong chị cứ chọn lát nhát để tốn ship vào chị ơi.
Một hầm nói dài. Rồi ok, tôi đến một cái siêu phẩm quần bò mà nha, em bán cả set luôn này. Quá đẹp mọi người ạ. Rồi quá đẹp nha mọi người nha, bây giờ em sẽ xả lỗ vốn một cái set cái quần bò thiết kế này nha. Rồi bây giờ em sẽ xả đến một cái set quần bò thiết kế mọi người nhá. Quần bò thiết kế anh em một set luôn ạ. Duy nhất ngày hôm nay em sẽ đúng một set thôi nhá. Còn áo thì em không dám đặt tổ áo hết rồi nhá. Cái váy này còn ít đúng không? Được rồi. Rồi ok, em sẽ xả đến một set này luôn ạ. Đã biết. Đấy đẹp 7688 có mỗi 4 chiếc thôi. Bạn này có 4 chiếc thôi. Sai gì? Em sẽ xả chiên cho khách hàng ngày hôm nay một cái set siêu phẩm này, một cái áo luôn nha. Có hôm đó cái áo em đặt riêng về em đặt em tặng cho mọi người là hết rồi, những cái áo hàng ở trong này không có nhiều đâu, em tặng một set ấy. Rồi em tặng hết rồi. Set bao nhiêu đấy? Có ok một set em xả mọi người giá là 100. Bao nhiêu đây? Sơn đã tới 1 giờ của chị còn chưa nhận được ai, em gửi lâu rồi mà rất lâu luôn rồi đấy. Rồi hôm nay em xả là mọi người giá là 145.000 một set. Là cả kinh khủng nhất ngày hôm nay. 145 nha. Dã man chưa bao giờ có chế ra ngoài quán. Bây giờ có chế mua được 145.000 một set chân váy phải áo. Em thật là hàng thuộc vào hàng dòng hàng cao cấp luôn nha, em thật là 145 nha chị Tuyền Lô ơi. Em thật là rẻ lắm luôn rồi, em thật là bây giờ em bước chân vào shop Hà Nội. Cái đẻo nhất bên dưới qua 200 nhá. Chị Bình Yên. Em thật là cái rẻ nhất bây giờ shop cũng là trên 200 một cái gì đó. Nhưng hôm nay xong xả 145 một cái chân váy bò một cái áo phông. Quá khuyến mại cho mọi người. Bây giờ số lượng không có hạn, có hạn nhá. Có bây giờ đủ size S và L luôn. Đây mọi người này, một cái set Hàn Quốc đẹp như này mà chỉ có 145k một set. Em phải bái phục em luôn ấy. Bây giờ chế nào còn phân vân thì nhanh lên lấy set đi hết rồi nhá. Set 145k nha. 145k. Cả áo cả váy luôn, quá rẻ đúng không ạ? Đi đâu mà rẻ như thế nữa. Được một set này. Riêng ở trong shop cái chân váy này đã trên 200-300 là chuyện bình thường. Chị Hoàng Anh ạ, chị Bình Yên, một set L. Bây giờ các chế nghĩ đơn giản thế thôi, một cái chân váy này các chế ra mua ấy. Ra ngoài mua ấy, ít nhất cũng phải chân váy này ít nhất cũng phải 250-300 nha. Còn riêng hôm nay shop em bùng nổ luôn 145.000 cả set như này luôn. Luôn hàng cao cấp hàng của châu mèo của bản nha mọi người nhá. 145.000 đủ size S mà L luôn. Đây em đang là 40k đây mặc này. Rồi một cái set siêu phẩm này không có nhiều đâu ạ. Còn chị nào lấy set comment set cầm số điện thoại cho em nha. Nhắn tin cho em để chốt hàng cho tin nhắn nhá. Một áo có thể chọn màu đen hoặc là áo có 3 màu đỏ đen trắng. Áo nha mọi người nhá, áo không bắt lấy màu trắng nhá. Các chế chọn được màu đen màu đỏ, em chọn cho các chế lựa thoải mái, áo tặng ấy, áo free ấy. Rồi set này cầm số điện thoại chốt flo đi cùng ơi để các chị biết được một con một khác. Set size gì thì đó là hộ em set size ok mà. Bạn Sumi set size S này. Chị cứng đầu được một set này. Hoàng Anh một set đấy, size 27. 1 2 3. Quý ông tay thôi. 2 3. Có 4 set size M nhá. 4 set thôi, một cái đang mặc là 5. 5 set Bình ơi, Yên ơi, đây là set 145k. Ok chị nào hồi set nè. Rồi chỉ có 145k một set. Từ từ này. Ok này, ok chị Bình Yên nhắn tin cho em để chốt này. Ok Tuyển Đỗ này. Ok Đỗ Hằng nhắn tin cho em 48 cân đi 145.000 cái. Lấy 3 set được không? Lấy được luôn cho em yêu. 3 set chỉ là giả luôn. 3 set thì tặng luôn 3 áo phông màu khác nhau luôn, áo đỏ đen trắng luôn, áo F21 hàng Hồng Châu cao cấp luôn nhá. Ok rất là rẻ luôn. Bây giờ các chế cứ vào trong shop đi ạ. Ok Ngọc Hồi nhắn tin cho em nha chị nhá. Rẻ lắm. Rẻ lắm luôn rồi, các chế em thật là không bao giờ rẻ bằng nữa ấy. Thế chốt cho 3 set có 3 set không à? Còn qua mẫu khác các chị nào không mua được set này mua Trần Ly ok nhá. Đây là còn 2 size M này. Các chế ơi chốt đi ạ. Chị nào mặc size M ạ? Chị nào mặc size M thì comment cho em đi ạ. Ngọc Thu 13 set à, chị nào mặc size M thì comment cho em đi ạ. Còn chị nào mặc size M ạ? Chị nào mặc size M ạ? Em sẽ làm cho mọi người chốt luôn nhá. Chốt luôn trên live cho mọi người size M ạ. Ôi chị nào mặc size M hả? Các mình ạ, bây giờ còn đúng 2 cái size M. Ok, size M okay, đen. Nguyễn Thị Phương Anh lên số điện thoại này. Lên số điện thoại Nguyễn Phương Anh ơi. 145.000 một cái thôi. Em lấy size M áo đen ok Tuyển Đỗ này. Ok Tuyển Đỗ nhắn tin này. Rồi 145.000 không lấy hết. Chọn quần khác chứ không à. Chốt rồi còn chọn quần mặc khác ạ. Ok. Điên à, chị ghi hết số điện thoại đây rồi. Ai bây giờ chốt thôi chết đi. Sai gì đi. Đây quần mã bùng nổ mã này đi. Rồi hôm nay sale 2 mã thôi ạ. Đây, mã này siêu phẩm nữa nha. Cái nào cũng là siêu phẩm ngày hôm nay ạ. Bây giờ các chế mang 200.000 nó shop, các chế không mua được nổi một cái áo gì nhỉ? Áo phông đâu ạ. Rồi ok nhá, bây giờ em sẽ xả được người giá 145.000 một cả set. Đi lấy set à? Đây, mọi người đi ra cho em nha. Siêu phẩm. Dã man có mọi người ơi, rẻ dã man. Áo đỏ đen trắng tùy chọn, đã tặng cho tâm luôn. Thích chọn áo nào em cho áo màu đấy. Chốt là cho tin nhắn để em tổng kết lại cái áo để em đi đặt cho mọi người nhá. Đặt bên ngoài show về em kịp được cho mọi người ship nhá. Về vẫn còn mà cần gì đâu. Rồi ok này. Rồi ok, tôi đến một cái set siêu phẩm nhá. Một cái set siêu phẩm nhá. Đây có 2S. Có 2S, bỏ ra đi. Có 3S, em có 2S, em hoặc L, M đều được. M thôi nhá, size của Châu nó sẽ rất là to hơn người Việt Nam nha. Có 3S nha các chị ơi.
Rồi, thế nếu mà cái set mã 02 kèm số điện thoại nha, 145k một set rất là rẻ luôn đúng không ạ? Đây nó chế vào 145. Mã 02 kèm số điện thoại kèm size nha. Mã 02 này, cái biển đấy rất là năng động nha các chị nhá. Rất là năng động luôn ạ. Mã 02 nha, rất là đẹp, hàng cao cấp nhá. Mã 02 nha, cả set 145 nha. Cả set 145 không bán lời gì đâu ạ. Chị nào chưa được cái mã 1 thì qua mã 2 hộ em đi ạ. Mọi người ơi, cả nghĩa là em bán mọi người là bán chân váy sang tặng luôn, mọi người free cái áo đấy. Duy nhất ngày hôm nay thì mọi người chia sẻ lên cho em để mua nhá. Còn có 3 set thôi ạ. Các một set mã này là 145 set 2 bắt đầu chốt này. Ngọc Suki chốt 2 set S này. Ok, chắc chắn của em Ngọc Suki nha. Chốt còn một thế? Còn một set S đang em đang mặc nha. Ngọc Suki 2 S này. Còn đúng một S em đang mặc nha. Một S em đang mặc ạ. Đẹp có mọi người ơi, vải này vải cao cấp mọi người nhá. Đây là hàng cao cấp nha, rất là xịn luôn mọi người ạ. Rất là xịn nhá. Rồi chị lấy set vừa rồi. Ok, chị Bình Yên em chốt cho chị rồi nha. Rồi ok, quá đẹp luôn mọi người ạ. Rất là độc. Hàng này số cần bán là 3.100.000 một cái chân máy bò nhá, hàng đắt này. Đấy. Rất độc nha. Còn một S đang mặc thôi. Còn một S đang mặc thôi nha. Qua mờ đi ạ. Qua mờ đi. Một S nữa. Chốt mờ đi, cả mờ. Qua mờ đi các chị ơi. Qua mờ đi ạ. Cái này là S hay gì đây? Nó Suki 2 set này tuyển. Các chị ơi, 145 một set. Độ 2 set S đủ rồi nha. Độ 2 set S. 145 một size S LL luôn hôm nay đi ạ. Mày chốt mờ đi, mày cứ bảo không có mờ. Ai bảo không có mờ đâu. To lên để các chị xuất mờ. Chị Ngọc Suki được 2 set S này, chị Tuyền Đỗ được 1 set S này. 2 set S nữa mà. Một mình nhìn lần mà. 145k một set luôn nha mọi người nha. Đủ SML luôn. Đủ SML ok. Ok chị Lan Trịnh size L lên số điện thoại đi chị ơi. Size L Lan Trịnh lên số điện thoại 1 set size S ok chị Minh Trang Nguyễn này. 1 set. 1 set đi đâu luôn nha. Đi ra luôn. 47 cân mặc size S hộ em nha chị. 47 cân mặc size M hộ em cho thoải mái đi. Size M nhầm nha. Thay mờ nha. Rồi 145k một set luôn nha, nó mặc mọi người nha. Quỳnh Châu đủ set mà là. Mày đọc bằng các chị lên số thoại đi. Ok chị Nguyễn Phúc này. Chị Lan Trịnh ok có số điện thoại rồi này. Chị Lê Ngọc Bảo Linh. Size M Thùy Dung Phan lên số điện thoại của em đi, chỉ còn ít thôi ạ. Cho mình size S trên máy bò. Ok chị Mỹ Hạnh cứ lên số điện thoại lát em. Một set luôn nha. 145k một set. Ok chị Thanh Hoàng có một set size L này. Ok chị Thanh Hoàng một set size L nha. Chị nào lấy nữa không cũng sắp hết rồi ạ. Thanh Hoàng một set size L. 145k một set thôi nha mọi người nha. Ok chị Linh Ảnh Liễu một set size M này. Ok chị Ảnh Liễu này. Rồi 145k một set luôn, đặc nhịn luôn nha. Hàng nhịn luôn này mọi người này. Đây rất là chuẩn luôn, hàng này shop vẫn bán là 200-300.000 một chiếc đấy. Bảo hôm nay shop em khuyến mại 145k cả set cả áo luôn, tặng luôn kèm free một cái áo phông hàng của show cao cấp như này. Có thấy chị Ảnh Liễu này. Rất là đẹp luôn. SML luôn. Ok chị Hòa Bình một set size L này. Đây không phải xưởng nha, 100% là lò Quảng Châu ra nha mọi người. Đi yên tâm ạ. Không phải xưởng đâu ạ. Không phải xưởng đâu mọi người ơi. Mã 2 size L. Ok em Thiên Nguyễn đâu, chị đặt set nào chị lên số điện thoại lại của em nha chị nha. Nhanh lên hết rồi ạ. Hôm nay duy nhất hôm nay thôi, một set là 145.000 thôi ạ. Cả rốt set S à? Set có set S không? Set S tiết vừa mặt quá. Hết à? Tiết vừa mặt đấy. Cả rốt là đây. Cà rốt một set S còn S không đây? Có rất là nhiều sơ mi nha chị nhá. Tôi qua tháng 3 đi, đừng mãi tròn ở sau đi, có 2 cái đi. Size S này nha, chị Dũng này. Không biết còn không? Rồi 54 cân mặc size L đúng rồi bạn ơi. 54 cân mặc size L là chuẩn nhất nha chị nhá. Hàng của Châu nó sẽ rộng hơn hàng Việt Nam một chút nhá. Tại vì nó may người bên đấy to hơn nha. Rồi đấy một cái set rất là chất mọi người nhá. Một cái set rất là chất, một cái chân máy bò. Hợp với chị nào nghịch ngợm một chút nhá. Em mặc size S này trước bắt sau. Bắt trước bắt sau thì đấy, nói chung là chị nào mà điệu điệu một chút thì mặc nhá. Rồi ok này. Rất là chất mọi người nhá. Đấy một cái phong cách rất là chất này. 145k cả set luôn. Khuyến mại kinh khủng. Lỗ vốn có khuyến mại luôn nhá. Rồi một cái chân máy bò rất là chất ạ. Hợp với chị nào chất một chút ạ. Thích nghịch ngợm một chút nhá. Đủ S và L luôn cho mọi người. Đây là mã cuối cùng em khuyến mại này. Đây là cái mã cuối cùng em khuyến mại 145.000 một set nhá. Mình thường các chị mua trên váy bò ít nhất cũng phải trên 200.000. Nhưng hôm nay cho em khuyến mại 145k một set cả áo cả quần tặng kèm áo. Đủ áo 3 màu cho mọi người lựa chọn nhá. 40k vừa chị ơi. 40k vừa size S chị nhá. Áo đủ 3 màu S trắng đen đỏ cho mọi người lựa chọn. Ok chị Hoa Tũng size S. Ôi chị nào lấy cái này có cần mã 3 nhá. Mã 3 là một cái set nghịch ngợm không cách khác ạ. Mã 3 nhá. Rất là xinh đằng sau này. Mã 3 nha. Rất là nghịch ngợm nha, hàng này rất là chất nha. Ở đây chưa có ai bán đâu ạ. Đọc đây nè. Mã 3 nha mọi nha. Mã 3 kèm số điện thoại cho em rất là chất. Rồi mã 3 nha mọi nha. Rồi mã 3 mã đầu còn mình nhắn tin đi chị ơi. 47 cân mặc size M nha, không phải cân nặng đâu, em sẽ tư vấn mọi người. Rồi cái mã 3 là mã cuối cùng này. Mã 3 là mã cuối cùng em sell mã này rất là chất. Hoặc với chị nào chất một chút nha.
Hàng này trên shop bán dưới 200 em bé luôn mọi người nhá. Cái quần này dưới 200 thôi. Quần này dưới 200 em bé luôn nhá. Cứ sồn sào sồn sào. Đây nhá. Rồi ok, mã này là 33. Shop 33 đi chị. Có ai lấy? 33 nhá. Có một chị lấy rồi. Có chị nào lấy 33 không? Ok chị Lan, chị lấy một cái này chỉ có 145.000 một cái thôi ạ. Áo các chị làm nha. Áo các chị chọn. Chị Lan chị ok chị. Áo được 3 màu trắng đỏ đen mới nhá. Áo 3 màu trắng đỏ đen 145.000 một set duy nhất ngày hôm nay nhá. Đấy. Tên là gì? Tên là gì? Em hết làm thiết kế rồi mai đi. Rồi ok. Có chị nào lấy cái mẫu 33 cho em kèm số điện thoại nha. Cho đơn. 33 nha mọi người nhá. 33 có hai màu đậm và nhạt mọi nhá. Có hai màu đậm và nhạt rất là xinh này. Và 33 có hai màu đậm và nhạt nhá. 145k một set thôi. Rất là xinh. CS. Đậm và nhạt nha, rất là xinh luôn. Rồi ok này, hàng của Châu rất là xịn đúng không ạ? Đây, rất là xịn nha. 33 này. Rất là xịn nha mọi người nhá. Đấy rất là xịn mọi người ạ, hàng rất là xịn luôn. 145.000 cả set đậm và nhạt mã 3 nha. Rất là đẹp mọi người ạ, hàng này ngoài shop mà dưới 200.000 trên máy đâu. Thôi. Rồi mã 3 có hai màu đậm và nhạt mọi người nhá. Rồi mọi người, ok chị chút Ruby chị cứ nhắn tin cho em nè, nhắn tin để em gọi điện ngay lập tức để xuất đơn ngay lập tức nhá. Bây giờ sẽ có người xuất ngay lập tức ạ. Chút Ruby hơi inbox nha, nhiều bình luận nên chơi nhanh lắm. Còn bây giờ em sẽ nghỉ live mọi người nhá. Em mệt lắm rồi không thể live nữa. Hẹn mọi người vào buổi tối vậy. À buổi sau vậy. Ok mọi người nhắn tin cho em một set 145.000 có hai màu này. Ok không gộp đơn đâu, hôm nay sẽ phải đi đơn nhá. Một set này là đủ đi đơn rồi, 145k là đủ đi đơn rồi tại vì là một set luôn. Không rời nhá. Ok Nguyễn Sơn nhắn tin cho em chế nào chốt chân máy bò thì nhanh tay comment cho em toàn bộ làng hiệu nhá. Toàn bộ là hàng hiệu ạ, à. Mọi người lưu ý cho em toàn bộ là hàng hiệu luôn, hàng của Châu, không phải hàng xưởng đâu nhá. Chỉ có 145k một cả một cái set chân váy với áo. Nhắn tin luôn cho em đặt áo màu gì, đỏ đen trắng cho em để em đặt áo nhá. Đỏ đen trắng để em nhặt áo cho 10 trong kho nhá. Ba áo ba màu đỏ đen trắng nhá. Ok rồi. Chị Trần Ly này. Chỉ chốt trên livestream được giá đấy thôi ạ. À. Em nghỉ live nha mọi người ơi.